Bản tin bóng đá ngày 10 tháng 8, Tây Ban Nha giành huy chương vàng Olympic, Chelsea đón tân binh thứ 9, huấn luyện viên Thanh Hóa ủng hộ cầu thủ đình công, gió đưa bỏ tót về nhà, gà trống ở lại chịu đời đắng cay. Vâng, Pháp thất bại đầy nghiệt ngã, tân binh thứ 9 của Chelsea lộ diện cùng với 18 tin tức nổi bật khác sẽ có mặt trong bản tin sáng nay. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn kênh Hoàng CT và let's go! 1. U23 Tây Ban Nha giành huy chương vàng bóng đá nam. Đúng với tính chất của một trận chung kết, cả U23 Pháp và U23 Tây Ban Nha đều đã cùng hiến tới trận đôi công hấp dẫn. Phút 11, Enzo Milot tung ra cú dứt điểm mang về bàn dẫn trước cho đội chủ nhà. Nhận bàn thua đau, tưởng chừng đội tuyển xứ bò tót sẽ khó có thể gượng dậy. Tuy nhiên, mọi chuyện đã xoay chuyển một cách chóng mặt. Phút 18, sau một pha ban bật ở trung lộ, Alex Bana đã có đường chọc khe thuận lợi cho Fermin Lopez dứt điểm gọn gàng để mang về bàn gỡ cho đội khách. Chưa đầy 10 phút sau khi bị đối thủ gỡ hòa, đoàn quân của huấn luyện viên Thierry Henry đã phải nhận thêm hai bàn thua khác do công của Fermin Lopez và Alex Bana. Sau những cơ hội nguy hiểm được tạo ra, thành quả cuối cùng đã tới với U23 Pháp. Phút 79, bóng vô tình tìm đến Agliche, cầu thủ được tung vào sân này rút ngắn cách biệt xuống còn một bàn. Vào thời điểm tưởng như hết hy vọng, U23 Pháp bất ngờ gỡ hòa 3 đều nhờ sai lầm của hậu vệ U23 Tây Ban Nha và đưa trận đấu vào hiệp phụ. Thế nhưng, họ vẫn phải chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 3-5 trước màn trình diễn xuất sắc của La Rosa. 2. Here we go, AC Milan đón tân binh Emerson Royal từ Tottenham. Để có được sự phục vụ của hậu vệ cánh người Brazil, đội chủ sân San Siro đã chấp nhận chi ra số tiền khoảng 15 triệu euro cho Tottenham. Đội bóng thủ đô London từng chiêu mộ Emerson Royal với mức giá 25 triệu euro từ Barcelona vào năm 2021. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1999 hiện không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Postecoglou, nên ban lãnh đạo Spurs muốn đẩy anh đi nhằm thanh lọc lực lượng. Về phía Emerson Royal, bên cạnh AC Milan, hậu vệ cánh người Brazil còn nhận được không ít lời đề nghị với mức lương hấp dẫn đến từ Saudi Pro League. Dù vậy, anh tin tưởng vào kế hoạch mà ban lãnh đạo Jose Neri đề ra và lựa chọn gia nhập đội bóng. Emerson Royal dự kiến sẽ sớm bay tới Milan để tiến hành kiểm tra y tế trong tuần này. 3. Chelsea đón tân binh thứ 9. Chelsea đã đạt được thỏa thuận để ký hợp đồng với Pedro Neto từ Gop. Theo đó, đội chủ sân Stamford Bridge quyết định bỏ ra 60 triệu euro cộng thêm 3 triệu euro tiền thưởng tiềm năng để chiêu mộ Neto, người sẽ sớm tiến hành kiểm tra y tế. Pedro Neto gia nhập Gop từ Braga vào năm 2019 và đã thi đấu 135 trận cho bầy sói. Bất chấp việc dính chấn thương gân kheo 2 lần, Neto vẫn ghi được 2 bàn thắng và có 9 pha kiến tạo đóng góp vào việc trụ hạng của bầy sói ở vị trí thứ 13. Với sự gia nhập của Neto, Chelsea đã có tổng cộng 9 tân binh trong mùa hè này, nâng tổng số tiền chi tiêu lên 111 triệu bảng. 4. Tottenham chiêu mộ Solanke với mức phí kỷ lục. Chuyên gia chuyển nhượng Fabio Romano đã bật câu thần chú quen thuộc Here we go để xác nhận thương vụ Tottenham chiêu mộ Dominic Solanke với giá 65 triệu bảng từ Bournemouth. Đây là chữ ký kỷ lục của Spurs. Solanke dự kiến sẽ ký hợp đồng có thời hạn 6 năm với câu lạc bộ phía Bắc London. Tiền đạo này sẽ chuẩn bị kiểm tra y tế tại Tottenham trước khi chính thức đặt bút ký hợp đồng với Spurs. Ở mùa giải năm ngoái, Solanke đã gây ấn tượng mạnh khi ghi được 19 bàn thắng ở Premier League và có tổng cộng 21 bàn trên mọi đấu trường. Nhờ có sự xuất sắc của Solanke mà Bournemouth đã cán đích ở vị trí thứ 12, cũng là thành tích tốt nhất của đội bóng trong lịch sử Premier League. 5. Borussia Dortmund nhận được cái gật đầu từ Maxi Bayer. Tiền đạo trẻ sinh năm 2002 đầy triển vọng của Hoffenheim đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Dortmund. Điều này cho thấy sự quyết tâm của anh muốn gia nhập đội bóng áo vàng đen và được thi đấu tại Bundesliga. Cầu thủ người Đức được biết đến với lối chơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng. Anh có thể hoạt động hiệu quả ở cả hai cánh và vị trí tiền đạo cắm. Bayer đã gây ấn tượng với màn trình diễn của mình trong mùa Hoffenheim, ghi được 8 bàn thắng và 4 kiến tạo trong 26 lần ra sân ở mùa giải vừa qua. 6. Carragher dự đoán thời điểm Ten Hag bị Emu sa thải. Trong postcard The Overlap mới đây, Carragher đã hỏi các cổ động viên nhận định về tương lai của Ten Hag ở mùa giải mới. Carragher nói: "Quan điểm của tôi là Ten Hag sẽ ra đi trước tháng 11, giai đoạn nghỉ quốc tế." Một cổ động viên của Man United nói: "Chúng tôi sẽ vô địch Premier League hoặc Ruud van Nistelrooy sẽ dẫn dắt đội bóng vào Giáng sinh, một trong hai khả năng thôi." Carragher đáp lại: "Tôi biết cái nào trong số đó sẽ xảy ra." Ám chỉ việc Ten Hag sẽ bị sa thải. Trước đó, huyền thoại The White Rock từng nhận định rằng việc Van Nistelrooy được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tiếp theo của Man United là điều hiển nhiên. 7. Man United chọn xong đối tác cho Lenny Zoro. Man United đang chuẩn bị kế hoạch cho tương lai và họ đã xác định xong cái tên cần đưa về để đá cặp với tân binh Lenny Zoro. Đó là trung vệ 22 tuổi Jarrad Brandweth của Everton. Jarrad Brandweth được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất ở Everton mùa giải trước. Man United đã gửi đề nghị 35 triệu bảng cùng 8 triệu bảng phụ phí, nhưng phía Everton muốn con số cao hơn. Giới thạo tin cho biết, MU hoàn toàn có thể sở hữu Brandweth với giá 50 triệu bảng, mức chi vừa tầm với Quỷ Đỏ. 8. Bayern Munich sẵn sàng cho mượn Kingsley Coman. Là một cầu thủ chạy cánh tấn công tài năng, sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng dây bóng điêu luyện. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cầu thủ người Pháp đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt các cầu thủ như Serge Gnabry và Leroy Sané.
Việc Bayern Munich chấp nhận cho mượn tiền đạo sinh năm 1996 cho thấy Bayern đang muốn thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Vincent Kompany để tập trung cho việc xây dựng đội hình mới. Nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Chelsea, Manchester United và PSG được cho là đang giám sát tình hình của Coman. 9. Matic Delic gặp rắc rối với cảnh sát. Sự việc xảy ra vào sáng thứ tư vừa qua theo giờ địa phương. Trung vệ Delic bị nghi đã đâm xe vào một chiếc ô tô đang đỗ trên đường. Anh lập tức bỏ đi chứ không dừng lại để khắc phục hậu quả. Sự việc trên đã có nhân chứng. Nhân chứng sau đó liên lạc với phía cảnh sát và cung cấp một số bằng chứng tố giác trung vệ người Hà Lan. Hiện tại, cảnh sát Munich đang thu thập đủ hồ sơ để làm rõ sự việc. Phía Bayern Munich và De Ligt hoàn toàn im lặng, không bình luận gì về vấn đề này. Rắc rối đến với De Ligt trong bối cảnh tương lai của anh tại Bayern Munich còn chưa rõ ràng. Mặc cho hùng xám tạo điều kiện cho anh ra đi hè này, tuy nhiên MU và Bayern vẫn chưa chốt được mức giá chuyển nhượng cho trung vệ người Hà Lan. 10. Luis Saha khuyên MU nên chiêu mộ Federico Chiesa. Mới đây, cựu tiền đạo Luis Saha đã lên tiếng khuyên MU nên chiêu mộ Chiesa. Cụ thể, Saha nói: "Tôi nghĩ rằng Man United hãy liên hệ và hỏi mua Chiesa vào lúc này. Cậu ấy là mục tiêu xứng tầm với Man United. Họ có đủ những cầu thủ sáng tạo trong đội hình, nhưng tôi nghĩ rằng không ai có thể tạo ra sức ảnh hưởng tương tự như những gì Chiesa đã làm được. Hiện, Chiesa còn một năm hợp đồng với Juventus. Cầu thủ sinh năm 1997 vẫn đang tập luyện ở trung tâm huấn luyện của Juventus bất chấp việc không còn tương lai ở đội bóng. Về phía Juventus, đội bóng thành Turin đã hạ mức giá bán Chiesa xuống còn 30 triệu euro, một con số được cho là rẻ so với một cầu thủ như Chiesa. Được biết, AC Milan và Lazio là hai đội bóng quan tâm sát sao Chiesa vào lúc này. 11. Dani Olmo chia tay RB Leipzig đầy cảm xúc. Dani Olmo đã có mặt tại Nou Camp để hoàn tất thủ tục chuyển đến Barcelona. Anh đã gửi lời chia tay đầy cảm xúc đến đội bóng nước Đức. Một câu lạc bộ trẻ, một cầu thủ trẻ. Chúng ta đã cùng nhau trưởng thành, giành được những danh hiệu đầu tiên và tạo nên lịch sử. Cảm ơn RB Leipzig, câu lạc bộ sẽ mãi mãi ở trong tim tôi. Olmo chia sẻ trên mạng xã hội. Cầu thủ 26 tuổi đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo Leipzig mùa giải trước và anh đã góp phần quan trọng giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024. Olmo được đánh giá phù hợp với lối chơi của huấn luyện viên Hansi Flick và sẽ là sự bổ sung chất lượng cho Barcelona trong cuộc đua giành chức vô địch La Liga mùa giải tới. 12. Mata khao khát tầm huy chương vàng Olympic. Mata Vieira da Silva, hay còn gọi là Mata, là một huyền thoại, là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước Brazil. Trong 20 năm qua, Mata đã khiến vô số hậu vệ khác phải bó tay với tài năng của mình. Giờ đây, ở tuổi 38, cô sẽ có cơ hội giành danh hiệu quốc tế lớn đầu tiên trong giải đấu cuối cùng khi Brazil đối đầu với đội tuyển nước Mỹ trong trận tranh siêu cúp vàng Olympic vào thứ Bảy. Liệu đây sẽ là lời chia tay hoàn hảo cùng tấm huy chương vàng ước mơ hay sẽ là khúc nhạc buồn của huyền thoại bóng đá Brazil? 13. Pep Guardiola gửi lời chúc tốt đẹp đến Julian Alvarez. Cậu ấy muốn ra đi và Atlético là một câu lạc bộ hàng đầu nên không sao cả. Chúc Juli may mắn, chúng tôi yêu cậu ấy, chúng tôi đã giành được mọi thứ, Pep Guardiola chia sẻ. Huấn luyện viên trưởng Man City khẳng định việc Alvarez gia nhập Atlético Madrid là điều tốt đẹp cho cả hai bên. Ông chúc Alvarez mọi điều tốt đẹp ở chặng đường sắp tới. Alvarez đã có hai mùa giải thành công tại Man City, góp phần giúp đội bóng giành được nhiều danh hiệu danh giá. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Erling Haaland, Alvarez ít được ra sân trong mùa giải vừa qua. Việc chuyển đến Atlético Madrid sẽ giúp Alvarez có nhiều cơ hội thi đấu hơn và khẳng định bản thân. 14. Wayne Rooney muốn Pep Guardiola kế nhiệm Gareth Southgate. Southgate đã từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh sau khi thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2024. Mới đây, cựu tiền đạo của Manchester United, Rooney chia sẻ với Sky Sports: "Thành thật mà nói, tôi muốn Pep. Tôi nghĩ đội tuyển Anh phải hướng đến những huấn luyện viên giỏi nhất và Pep sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ Lee Scully cũng xứng đáng được trao cơ hội. Anh ấy đã làm rất tốt với U21 Anh, tương tự như con đường với Gareth. Vì vậy, tôi nghĩ anh ấy xứng đáng với cơ hội này và nếu anh ấy làm tốt, có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh tiếp theo." 15. Kimmich được trở lại vị trí yêu thích ở Bayern Munich. Sau khi hội quân cùng Bayern Munich chuẩn bị cho mùa giải mới, Joshua Kimmich đã có cuộc trao đổi với tân huấn luyện viên Vincent Kompany. Nội dung không gì khác ngoài vấn đề về vai trò của anh mùa tới. Sau khi nói chuyện với huấn luyện viên Kompany, cầu thủ người Đức đã quyết định sẽ ở lại Bayern Munich. Điều này xuất phát từ việc anh được trở lại thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường. Mùa trước, Kimmich thường xuyên phải đá trái sở trường. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng anh không phù hợp với vị trí tiền vệ trung tâm và thường xuyên bố trí số 6 đá tiền vệ công hay hậu vệ cánh. Điều này đã nảy sinh những mâu thuẫn giữa hai thầy trò. Đó là một trong những lý do khiến Bayern Munich thi đấu không tốt và có một mùa giải trắng tay. 16. Ten Hag bình thản khẳng định không mạo hiểm ở siêu cúp Anh. Huấn luyện viên Man United chia sẻ: "Chúng tôi luôn muốn thắng, nhưng vì đây là giai đoạn tiền mùa giải nên chúng tôi sẽ không mạo hiểm quá nhiều với các cầu thủ. Đây sẽ là cách tiếp cận hợp lý cho trận đấu này." Bên cạnh đó, cựu huấn luyện viên Ajax còn đề cập tới tình hình lực lượng. Harry Maguire đã vắng mặt trong trận đấu với Liverpool để đề phòng chấn thương. Cậu ấy có thể không ra sân vào thứ Bảy. Chúng tôi sẽ kiểm tra trong buổi tập để xem cậu ấy có đủ sức khỏe thi đấu hay không. Lindelof đã thi đấu nhưng cậu ấy vẫn chưa chắc chắn, cũng như Wan-Bissaka và Luxor. Tất cả đều là dấu hỏi và chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng của họ vào ngày mai. Trận tranh siêu cúp Anh giữa Manchester United và Manchester City sẽ diễn ra vào 21 giờ tối mai. 17.
Arsenal bật đèn xanh cho Nketiah gia nhập Marseille. Arsenal sẽ chỉ sẵn sàng để Eddie Nketiah chuyển đến Marseille chỉ khi đội bóng Pháp đáp ứng mức giá yêu cầu của họ. Marseille đã theo đuổi Nketiah suốt cả mùa hè nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Arsenal về một bản đồng chuyển nhượng chính thức. Theo The Atlantic, Marseille giờ đây phải bỏ ra con số lên tới 30 triệu euro. Việc quyết định có chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1999 hay không giờ đây hoàn toàn nằm trong tay Marseille. Arsenal sẽ không thay đổi mức giá và nếu muốn tiếp tục củng cố hàng công dưới thời Roberto De Zerbi, Marseille sẽ phải đáp ứng điều kiện của pháo thủ. 18. Anthony tự tin khẳng định sẽ tỏa sáng ở mùa giải mới. Tôi có rất nhiều mục tiêu, những mục tiêu tôi viết ra cho bản thân và nhiều mục tiêu cho mùa giải mới này. Tôi luôn đặt ra các mục tiêu, có nhiều bàn thắng hơn, nhiều pha kiến tạo hơn hay những vấn đề tôi cần cải thiện. Tôi viết các mục tiêu đó ra giấy thay vì trên điện thoại. Tôi luôn xem chúng để đảm bảo rằng mình liên tục cải thiện. Tôi viết ra nhiều mục tiêu hơn trong mùa giải này và xem chúng mỗi ngày. Một ngày nào đó, mọi người sẽ nghe thấy tên tôi với các bàn thắng, các pha kiến tạo trong mùa giải này. Ngôi sao người Brazil trải lòng. 19. Man City nhận làn sóng chỉ trích từ cộng đồng người hâm mộ khuyết tật. Manchester City vừa gây ra một làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ khuyết tật của mình sau khi thông báo áp dụng mức phí đỗ xe mới tại các trận đấu sắp tới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ quyết định thu phí đỗ xe từ những người hâm mộ này với mức phí đặt ra là 6 bảng Anh cho mỗi trận đấu, mặc dù trước đây họ luôn được miễn phí. Nửa xanh thành Man cho biết hơn một nửa số câu lạc bộ Premier League đã tính phí đỗ xe đối với người hâm mộ khuyết tật và mức phí mà họ áp dụng được cho là hợp lý. Tuy nhiên, quy định này không được cộng đồng người hâm mộ ủng hộ khi nhiều người cảm thấy họ không được lắng nghe và buộc phải đối mặt với chi phí không mong muốn. 20. Huấn luyện viên Popot ủng hộ các cầu thủ câu lạc bộ Thanh Hóa đình công khi bị nợ lương. Các cầu thủ đã đình công trong 3 ngày và đã ngừng tập luyện. Huấn luyện viên Popot cho hay, như thường lệ, tôi hoàn toàn ủng hộ các cầu thủ và tôi ủng hộ họ 100%. Các cầu thủ và thành phần ban huấn luyện luôn phải đối mặt với việc chậm lương, tiền thưởng và phí hợp đồng. Trước đó, vào chiều ngày 5 tháng 8, các cầu thủ câu lạc bộ Thanh Hóa đã đồng tải đăng lên trang cá nhân đơn khiếu nại, nêu rõ các khoản nợ lương và thưởng mà ban lãnh đạo đội bóng chưa giải quyết trong 2 mùa giải gần đây. Bên cạnh vấn đề nợ lương thưởng, câu lạc bộ Thanh Hóa dù giành quyền thi đấu tại sân chơi AFC Champions League 2 nhưng đã quyết định rút lui. Như vậy, chúng ta đã cùng đi hết 20 tin tức đáng chú ý của bóng đá quốc tế lẫn Việt Nam trong 24 tiếng qua. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Sự quan tâm ủng hộ của các bạn là động lực để mình làm clip. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều nhé.